Chào anh em nhé. Thực ra thời gian qua mình hơi nhiều công việc một chút á, nên không có thời gian chia sẻ nhiều với anh em được. Thì hôm nay như anh em thấy tiêu đề đấy, mình sẽ chia sẻ cho anh em một vài cái tip để anh em có thể chiến tốt con game eFootball bản 2A này nhé. Đầu tiên thì mình sẽ chia sẻ cho anh em về cái việc rất là khó chịu cái nút mu, nút di chuyển á. Nó rất là nhỏ, anh em rất là dễ hay bấm chuột đúng không? Thì anh em sẽ làm như mình nhé, vào setting này. Ok, sau đó chọn cho mình cái Movement Input Range, sau đó chuyển từ Medium sang Wide, có nghĩa là rộng đấy. Anh em bấm Done. Ok, như anh em thấy đấy, cái nút di chuyển thì nó rất là rộng, chúng ta di chuyển rất là dễ đúng không? Rồi ok, đến cái tip thứ hai đó là nút di chuyển làm sao nó linh hoạt hơn, có nghĩa là không bị cố định một chỗ ấy. Thì anh em tương tự như vậy nhé. Anh em nhìn nó ở riêng một chỗ cố định như này, anh em rất là dễ bấm chuột. Anh vẫn vào Play Setting, vào Direction Stick Tip, anh em sẽ chọn ở đây là Move, có nghĩa là cái di chuyển đấy, cái phím di chuyển của anh em nó sẽ di chuyển theo cái ngón tay của anh em chứ nó không bị cố định ở một chỗ nữa. Cái này thì mình thấy là nó khá là hợp lý và khá là hay, bản thân mình thì cũng thi thoảng dùng. À, cái tiếp theo là làm sao sút mạnh hơn nhé. Cái này gọi là standing shot. Anh em lưu ý giúp mình, cái này nó sẽ có nhược điểm là cầu thủ ra chân rất là chậm nhé, nên dễ bị hậu vệ đối phương áp sát đấy. Ok, như anh em thấy đấy, Fred sút lên lực tím đúng không? Thì cách thực hiện nó rất là đơn giản thôi. Anh em có thể xem trong video, anh em vuốt cái nút shot sang trái sang phải đều được. À, tiếp theo thì cách tạt cánh mạnh hơn là chuẩn xác hơn, nó stunning pass. Cách thực hiện thì nó cũng tương tự như anh em sử dụng cái stunning shot thôi, là vẫn là vuốt nút pass hoặc là nút draw sang hai bên. Nếu nó lên vạch tím, thanh lực tím thì là anh em thực hiện thành công nhé. Anh em có thể thấy trong hình nhé, Telles tạt một cú tạt còng như trà chuối đúng không? Cái này điểm mạnh thì mình nghĩ là nó sẽ đi căng và chuẩn xác hơn. Tiếp theo là làm sao để em chuyển sang những sơ đồ độc lạ. Ok, anh em sẽ vào Extra này, vào User Information này. Ok, xong vào Dream Team này. Sau anh em vào Base Team. Cái này anh em lưu ý một chút là anh em phải biết những cái đội bóng nào nó có sơ đồ nào rồi nhá, thì anh em chọn thì nó chuyển nó sẽ dễ hơn. Ví dụ như trong hình đây này, mình biết ở cái giải đấu Serie A ấy, là có cái bọn Torinozzi ấy, nó có cái sơ đồ yêu thích của mình, mình sẽ lựa chọn. Anh em bấm chọn đội như bình thường thôi, anh em back ra này. Ok, back ra. Hơi lồng chút. Anh em chuyển ra một plane cho mình nhé, game plane ấy. Hơi lag một chút. Ok, anh em bấm vào mặt huấn luyện viên này, cái ô trên cùng ấy, anh em sẽ bấm vào Change Formation, có nghĩa là đổi cái sơ đồ đội hình. Anh em sẽ chọn về cái dòng đầu tiên của mình là cái default, nó sẽ về cái đội hình mặc định của cái đội bóng mà anh em biết ấy. Như đây nó chuyển về sơ đồ 343 cho mình ấy, đi theo 2SS nhé. Ok, tiếp theo là cách bật tắt Offside Trap, có nghĩa bẫy việt vị làm sao cho hợp lý. Cái này thì mình nghĩ nhiều anh em cũng biết rồi. Anh em bấm vào logo đội bóng này, sau đó Automatic Support này. Ok, tiếp theo là Offside Trap. Anh em gạt sang trái sẽ là tắt nhé, còn sang phải sẽ là bật. Như mình có ghi bên dưới này, gặp đối thủ càng không sở hữu những máy chạy thì tốt nhất là anh em nên bật lên, còn không bình thường thì cứ tắt nó đi. Rồi ok. Cảm ơn anh em đã xem đến cuối video của mình nhé. Thực ra thì đây cũng là cái video đầu tiên mà mình ghi âm nó dài như thế này á.
Vì một số anh em cũng nói với mình, cũng nhắn tin riêng mình bảo là nếu mà anh làm những cái video có lồng tiếng ghi âm như này thì mọi người sẽ dễ hiểu hơn đấy. Nên từ bây giờ trở đi mình sẽ chẳng để ra đều những video dạng như thế hơn. Thì nếu cảm thấy video hay bổ ích thì anh em hãy để lại cho mình một đăng ký kênh cũng như một bình luận bên dưới để mình lấy động lực ra những video tiếp theo nhé. Cảm ơn anh em.